Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cho đến lúc này, Israel vẫn chưa ra được quyết định cuối cùng về đòn trả đũa Iran. Nhưng các đồng minh của họ thì cũng đang bắt đầu sốt sắng. Những chuyển động quân sự của Pháp hay Mỹ khiến ngoại giới đoán già đoán non về một cuộc chiến có thể bùng nổ trong khu vực. Nhưng Iran cũng có cho mình những đồng minh riêng. Sức mạnh kho tên lửa của họ cũng là một điều đáng e ngại đối với Israel và đồng minh. Rõ ràng, chiến tranh một khi nổ ra thì cả đôi bên đều sẽ không còn đường lùi. Giờ đây đang là những thời khắc căng thẳng nhất. Đếm ngược phản ứng của Israel. Có vẻ như chúng ta hiện đang đếm ngược phản ứng của Israel đối với Iran khi Hội đồng Chiến tranh lần thứ 5 ở Tel Aviv kết luận vào tối ngày 16 tháng 4 và quyết định thực hiện trả đũa, chứng tỏ chính quyền ông Netanyahu quyết tâm phản ứng bằng bất cứ giá nào. Những rủi ro như vậy sẽ kéo theo một sự bùng nổ chung ở khu vực Trung Đông. Vì vậy, Hội đồng Chiến tranh chỉ để ngỏ phần ngày vì họ không đưa ra quyết định về thời điểm và cuộc tấn công sẽ diễn ra với tất cả các tình huống cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Đồng thời, đề xuất tấn công các mục tiêu nhạy cảm của Iran cũng đã bị từ chối. Một quan chức cấp cao của chính phủ cho biết, quân đội Israel chưa chính thức đưa ra thông báo với Mỹ về thời gian cũng như là cách thức mà họ sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran. Đồng thời nói thêm rằng, bất kỳ động thái bổ sung nào hiện sẽ mở ra một số quan điểm khác. Điều này thật đáng sợ. Nguồn tin thứ hai nói với CNN rằng, tình báo Mỹ cho thấy Israel đang xem xét một cuộc tấn công diện rộng và có giới hạn vào lãnh thổ Iran. Thủ tướng Israel Netanyahu thì nói, Iran nên hồi hộp chờ đợi mà không biết khi nào cuộc tấn công có thể xảy ra, giống như điều đã xảy ra ở Israel. Theo báo cáo, Israel đã thông báo cho các nước đồng minh như Jordan, Ai Cập và các quốc gia vùng vịnh rằng phản ứng của họ khi xảy ra sẽ được thực hiện theo cách mà Iran không thể lôi kéo họ để trả đũa. Đặc biệt, bình luận của Tehran gây lo ngại ở Jordan sau khi truyền thông chính thức của nước này cảnh báo Jordan sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu nước này hợp tác với Israel trong cuộc đọ sức với Iran. Ông Netanyahu hôm 17 tháng 4 đã có mặt tại một trung tâm tuyển dụng và nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác cao độ khi ông lại đe dọa Iran. Ông nói, Iran đứng sau Hamas, sau Hezbollah và đằng sau những nước khác, nhưng chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng và bảo vệ chính mình ở mọi nơi. Thủ tướng Israel cũng đã gặp và nói chuyện với các tân binh của lực lượng phòng vệ Israel IDF, sau đó trả lời các câu hỏi của họ. Ông nói, điều quan trọng nhất chúng tôi có là tinh thần của mình. Đó là sự sẵn sàng mà tôi nhìn thấy trong mắt các bạn. Trong các chỉ huy của chúng ta, trong quân đội của chúng ta, trong người dân của chúng ta, tôi trông cậy vào các bạn và tôi ủng hộ các bạn. Ông cho biết thêm, tôi đã nói chuyện với một số người. Tôi thấy sự sẵn sàng về thể chất và tinh thần. Hôm nay các bạn có một vinh dự lớn tham gia vào lực lượng vũ trang Israel IDF trong các công sự tráng lệ của họ để đẩy lùi kẻ thù tàn bạo, những con quái vật đã tấn công chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tấn công họ không thương tiếc và sẽ đánh bại họ. Thủ tướng Israel hỏi, các bạn có muốn là người chiến thắng không? Bạn đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Đây chính xác là những gì cần thiết. Những người bạn tốt đã ngã xuống trong trận chiến trong chiến dịch này. Có 3 mục tiêu. Thứ nhất, loại bỏ Hamas. Thứ hai, trả lại con tin. Và thứ ba, để đảm bảo rằng Hamas sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa. Như vậy có thể thấy, chiếc hộp Pandora ở Trung Đông đã được mở. Nó đồng nghĩa với những rủi ro mà khu vực cũng như là thế giới đang đối diện ngày càng cao. Cuộc bao vây Iran bắt đầu. Never News đưa tin, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp và nhóm chiến đấu của nó sẽ khởi hành từ Toulon vào ngày 22 tháng 4 để thực hiện đợt triển khai mới, tập trung vào Đông Địa Trung Hải và những diễn biến giữa Iran và Israel. Đồng thời, sự hiện diện của tàu chiến Nga trong khu vực cũng là mục tiêu. Theo thông tin truyền thông, cũng sẽ có sự tham gia của Hy Lạp và đội quân Pháp dưới sự bảo trợ của NATO. Báo chí Pháp đưa tin nhân dịp này, nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của họ sẽ tích hợp các đơn vị mặt nước và tàu ngầm của Hải quân đồng minh như thường lệ, đồng thời sẽ lần đầu tiên được đặt dưới sự chỉ huy của NATO. Chúng ta cũng sẽ thấy Hy Lạp tham gia vào đội quân Pháp với tàu khu trục hoặc tàu ngầm của NATO. Được đặt tên là Aquila, nhiệm vụ này sẽ tương đối ngắn, trừ những tình huống hoạt động không lường trước được. Nó sẽ kéo dài khoảng 6 tuần để cho phép tàu sân bay Pháp khởi hành vào cuối năm để triển khai lần thứ hai, một lần lâu hơn đáng kể. Xung quanh tàu sân bay Charles de Gaulle, nhóm không quân của nó sẽ bao gồm 18 máy bay chiến đấu Rafale, 2 máy bay giám sát trên không E-2C Hawkeye
và 2 máy bay trực thăng Dolphin, cùng với một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một khinh hạm phòng không và một khinh hạm đa nhiệm. Tên của những chiếc khinh hạm này không được tiết lộ theo quy định của quân đội. Soái hạm của hạm đội Pháp sẽ nằm dưới sự kiểm soát hoạt động của NATO trong sứ mệnh kéo dài 15 ngày ở Địa Trung Hải. Sứ mệnh quy tụ các tàu chiến từ nhiều quốc gia, Mỹ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 dưới sự chỉ huy của Bộ Tham mưu Hải quân bao gồm 15 quốc gia, trong đó có Pháp, dẫn đầu bởi một phó tướng Mỹ. Phó Đô đốc Pháp Didier nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle và toàn bộ đoàn tàu vận tải của nó, bao gồm cả một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được đặt dưới sự kiểm soát hoạt động của NATO trong 15 ngày. Sĩ quan cấp cao người Pháp giải thích, bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể lấy lại quyền chỉ huy trong các hoạt động nếu thấy cần thiết. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vòng một đêm, Thổ Nhĩ Kỳ đạt được tầm quan trọng to lớn, đó là cuộc tập trận chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ ở biên giới với Iran. Để tránh phạm vi sử dụng rộng rãi không phận Thổ Nhĩ Kỳ, người Thổ quyết định tiến hành một cuộc tập trận trên không với người Mỹ ở khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iran. Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố, cuộc tập trận chung với không quân Mỹ không liên quan gì đến những diễn biến gần đây trong khu vực. Tất nhiên, bản thân người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tin vào điều này. Bộ Quốc phòng nước này thông báo, cuộc tập trận kéo dài 2 ngày trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cuộc tập trận kiểm soát tấn công chung với các nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không. Các máy bay chiến đấu F-16 của Thổ sẽ tham gia cùng các máy bay chiến đấu của Mỹ trong những cuộc tập trận ở miền Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ gần với biên giới Iran. Người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép người Mỹ bay gần Iran, gửi nhiều thông điệp tới Tehran, trong khi phi công của họ sẽ luyện tập cho các cuộc tấn công có thể xảy ra trong khu vực. Tại sao Tổng thống Erdogan lại quyết định đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào thế trận của Mỹ để mà đối phó Iran? Thực chất là Thổ Nhĩ Kỳ muốn có thêm một con bài để mặc cả. Thổ Nhĩ Kỳ, như đã liên tục làm kể từ năm 1923, đang thể hiện rất tốt vai trò trung lập khôn ngoan nhằm đạt được các lợi ích ngoại giao, chính trị trong nước và quân sự. Ông Erdogan không thể tham gia vào vấn đề Trung Đông với tư cách người hòa giải ở Gaza vì người Israel không cho phép ông làm như vậy. Nhưng trong tranh chấp Iran-Israel, có vẻ như ông đã vào cuộc một cách tốt đẹp. Thổ Nhĩ Kỳ biết đòn bẩy của mình là căn cứ quân sự của Mỹ ở Incirlik, là một trong những căn cứ quân sự chiến lược quan trọng tại nước này. Được xây dựng vào những năm 1950, căn cứ này đã đóng một vai trò quan trọng trong chính sách quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông và châu Âu. Incirlik nằm ở vị trí chiến lược gần biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, giữa Địa Trung Hải và Biển Đen. Vị trí địa lý này làm cho căn cứ trở thành một điểm lợi thế để tiếp cận và thảo luận vấn đề liên quan đến chính trị và quân sự ở khu vực Trung Đông. Hơn nữa, Incirlik được sử dụng như một căn cứ quân sự quan trọng để triển khai các chiến đấu cơ, không quân và lực lượng quân sự của Mỹ trong các hoạt động quân sự ở Trung Đông và khu vực xung quanh. Thêm vào đó là căn cứ này cũng được sử dụng như một phần của hệ thống phòng thủ của NATO. Nó cung cấp một điểm cơ sở cho các cuộc tập trận, hợp tác quân sự và hoạt động liên quan đến an ninh của NATO. Nó đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh trong các cuộc chiến tranh và chiến dịch chống khủng bố như chiến dịch đụng độ vô cực và chiến dịch Inherent Resolve. Trong bối cảnh Trung Đông hiện tại, căn cứ của Mỹ ở Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa trở thành một điểm nhấn. Và đặc biệt là radar Isban ở Kuresik mà Iran nhìn thấy là một trong những vũ khí lợi hại của người Mỹ để kiểm soát mọi chuyển động của người Iran, thậm chí cả một cuộc tấn công mới có thể xảy ra với Israel. Và đây chính xác là những gì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bí mật đàm phán với Mỹ. Nếu chúng ta nói rằng Israel cuối cùng sẽ tấn công Iran, điều này rất có thể xảy ra và Tehran sẽ lại đáp trả Israel một lần nữa. Như vậy thì chiến tranh giữa hai nước sẽ là điều khó tránh khỏi. Trong trường hợp này, Mỹ sẽ thấy mình bất lực và sẽ buộc phải can thiệp, thậm chí là bằng quân sự, trong số những thứ khác, từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Điều chắc chắn duy nhất trong kịch bản này sẽ là khoản bồi thường lớn mà Ankara nhận được, có thể sẽ chạm tới biển Aegean. Thổ Nhĩ Kỳ, do vị trí địa lý và khả năng tiếp cận tất cả các quốc gia nói tiếng Thổ ở vùng Kafkaz, đã và sẽ luôn có tầm quan trọng địa chính trị lớn đối với Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt nhiều năm luôn biến mình trở thành một con lắc thông minh. Khi thế giới phân cực thì họ lại càng thể hiện rõ sự khôn ngoan của mình. Nó giống như điệp viên hai mang vậy, vừa ngả nghiêng với Mỹ và NATO, lại vừa ve vãn Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên ở vấn đề Trung Đông này thì Thổ Nhĩ Kỳ lại khó có thể tính toán được mà buộc phải chọn phe. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập hoàn toàn vào trục Trung Quốc-Nga, điều mà người Thổ luôn thích là vai trò hai mang sẽ không bao giờ làm được. Có Thổ Nhĩ Kỳ rồi thì liệu phe Mỹ và đồng minh có áp đảo được Iran hay là không?
rất khó nói vì Iran cũng là một tay chơi mạnh ở Trung Đông. Như chúng ta đã biết, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC là cơ quan thống trị của lực lượng vũ trang Iran. Nó được thành lập ngay sau cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi một phong trào do sinh viên Hồi giáo lãnh đạo đã dẫn đến việc lật đổ triều đại Pahlavi do Mỹ hậu thuẫn. Lực lượng IRGC là một bộ phận của quân đội chính thức của Iran, đóng vai trò trung tâm trong việc Iran sử dụng chủ nghĩa khủng bố như một công cụ chính để thực hiện các ý định chính trị của mình. Ngoài ra, IRGC còn tạo ra, hỗ trợ và chỉ đạo các tổ chức khác. Tổ chức này tuân lệnh theo nhà lãnh đạo tối cao của Iran hiện tại là Ali Khamenei. IRGC có khoảng 125.000 binh sĩ với các đơn vị lục quân, hải quân và không quân. Một số nhà phân tích thì tin rằng con số này còn cao hơn nhiều. Ông Ali Khamenei cũng chỉ huy lực lượng dân quân tôn giáo Basi, một lực lượng bán quân sự tình nguyện trung thành với chính quyền, thường được sử dụng để dập tắt các cuộc biểu tình chống chính phủ, mà các nhà phân tích cho rằng tình nguyện viên của Basi có thể lên đến hàng triệu người. Thêm nữa là lực lượng Quds là lực lượng gián điệp nước ngoài và bán quân sự của IRGC, có ảnh hưởng nặng nề đến các đồng minh dân quân của họ trên khắp Trung Đông. Chỉ huy hàng đầu của nó, Trung tướng Qasem Soleimani, đã bị Mỹ ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Iraq vào năm 2020. IRGC vốn bị Mỹ coi là nhóm khủng bố, đang muốn định hình Trung Đông theo hướng có lợi cho Tehran. Năm 1982, Ali Khamenei thành lập Hezbollah của Liban để xuất khẩu cách mạng Hồi giáo Iran và chống lại các lực lượng Israel xâm lược nước này cùng năm đó. Đó là nói về nhân lực. Về sức mạnh chiến đấu thì IRGC có năng lực trên bộ, trên không và trên biển, đồng thời giám sát chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, được các chuyên gia coi là lớn nhất ở Trung Đông. IRGC có lực lượng tình báo riêng và có nhiều trang thiết bị chiến đấu thông thường, được thể hiện qua việc tham gia vào các cuộc xung đột ở Syria và Iraq. Các chuyên gia tin rằng kho dự trữ tên lửa hành trình và đạn đạo của Iran có khả năng và tầm bắn để tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở khu vực Trung Đông. Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, Iran được trang bị số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong khu vực. Vậy thì chúng ta đã biết gì về tầm bắn của các tên lửa Iran? Hãng thông tấn của Israel cũng đã công bố thông tin chi tiết về các tên lửa mà họ cho rằng có thể vươn tới Israel. Chúng bao gồm Sejin, có khả năng bay với tốc độ 16.800 km/h và có tầm bắn lên tới 2.494 km. Một loại khác, K3, có tầm bắn 1.995 km, trong khi Haiz Qassem có thể tiếp cận mục tiêu cách xa 1.400 km. Iran cho biết tên lửa đạn đạo của họ là lực lượng răn đe và trả đũa đáng kể chống lại Mỹ, Israel và các mục tiêu tiềm năng khác trong khu vực. Tháng 8 năm 2023, Iran cho biết họ đã chế tạo một UAV cải tiến tiên tiến mang tên là Mohajer-10 với tầm hoạt động lên đến 3.600 km. Người Iran tuyên bố nó có thể bay tới 24 giờ với trọng tải lên đến 300 kg. Reuters đưa tin vào mùa hè năm 2023, Iran đã trình làng tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước. Tên lửa siêu thanh này có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần và có quỹ đạo phức tạp khiến chúng khó bị đánh chặn. Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington cho biết chương trình tên lửa của Iran chủ yếu dựa trên thiết kế của Triều Tiên, Nga và cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Trung Quốc. Ông cho biết tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của Iran bao gồm Shahab-1 với tầm bắn ước tính khoảng 305 km. Iran còn có tên lửa hành trình như là KH-55, một loại vũ khí hạt nhân phóng từ trên không với tầm bắn lên đến 4.600 km. Tên lửa chống hạm tiên tiến Khalid Fa có tầm bắn khoảng 460 km, có khả năng mang đầu đạn 1,1 tấn. Vậy thì Iran lấy vũ khí ở đâu? Các lệnh trừng phạt quốc tế đã ngăn nước này tiếp cận với vũ khí công nghệ cao và thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất như xe tăng và máy bay chiến đấu. Trong cuộc chiến kéo dài 8 năm của Iran với Iraq vào những năm 1980, rất ít quốc gia sẵn sàng bán vũ khí cho Iran. Khi ông Khamenei trở thành lãnh đạo tối cao Iran vào năm 1989, một năm sau khi chiến tranh kết thúc, ông giao nhiệm vụ cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo phát triển ngành công nghiệp vũ khí trong nước và phân bổ nguồn lực cho nỗ lực này. Điều này đã được truyền thông Iran đưa tin rộng rãi. Ông muốn đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ phải phụ thuộc vào các cường quốc nước ngoài cho nhu cầu phòng thủ của mình nữa. Các chuyên gia cho biết, ngày nay, Iran sản xuất một lượng lớn tên lửa và UAV trên lãnh thổ của mình và đặt việc sản xuất quốc phòng này làm ưu tiên hàng đầu. Những nỗ lực chế tạo xe bọc thép và tàu hải quân lớn của họ cũng đã đạt được nhiều kết quả khác nhau. Nước này cũng đang nhập khẩu các tàu ngầm nhỏ từ Triều Tiên
đồng thời mở rộng và hiện đại hóa hạm đội sản xuất trong nước. Thế thì các nước khác nhìn nhận quân đội Iran như thế nào và điểm yếu của họ là gì? Quân đội Iran được đánh giá là một trong những quân đội mạnh nhất khu vực về trang bị, sự gắn kết, kinh nghiệm và chất lượng nhân sự, nhưng kém xa sức mạnh và sự tinh nhuệ của các lực lượng vũ trang Mỹ, Israel và một số nước châu Âu. Điểm yếu lớn nhất của Iran là lực lượng không quân. Phần lớn máy bay của họ có niên đại từ thời Shah Mohammad Reza Pahlavi, người trị vì Iran từ năm 1941 đến năm 1979, và nhiều chiếc đã ngừng hoạt động do thiếu phụ tùng thay thế. Các chuyên gia cho biết nước này cũng đã mua một đội tàu nhỏ từ Nga vào những năm 1990. Các chuyên gia cho biết xe tăng và xe bọc thép của Iran đã cũ và nước này chỉ có một số tàu hải quân lớn. Các quan chức Mỹ cho biết hai tàu thu thập thông tin tình báo Shavit và Moshed đã được triển khai ở Biển Đỏ, đã giúp lực lượng Houthi xác định các tàu thuộc sở hữu của Israel để mà tấn công. Thế nhưng có một điểm đặc biệt đáng lưu ý là Iran có khả năng hạt nhân. Lãnh đạo tối cao của Iran đã nói rõ vào tháng 6 năm 2023 rằng các quốc gia phương Tây không thể ngăn cản Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Vào thời điểm đó, ông Ali Khamenei cho biết một thỏa thuận với phương Tây là có thể, nhưng chỉ khi cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Và nước này luôn phủ nhận họ có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Thế nhưng trong những năm gần đây, Iran đã mở rộng kho dự trữ uranium của mình. Vào năm 2023, tổng sản lượng uranium được làm giàu của nước này gấp 21 lần giới hạn hạt nhân được áp đặt trước đó. Sonam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House, nói rằng khả năng hạt nhân của Iran không nhất thiết phải là nơi đầu tiên Israel nhắm tới trong bất kỳ hành động trả đũa nào. Ông nói thêm, nếu Israel nhắm mục tiêu trực tiếp vào Iran, họ có thể đang tìm kiếm các mục tiêu tương tự, các cơ sở quân sự ở một nơi nào đó. Nó sẽ không gây ra thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự hoặc rộng hơn giống như cách mà Iran đã làm. Tất nhiên điều đó sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể mở ra chiếc hộp Pandora của một cuộc xung đột rộng lớn hơn mà tất cả chúng ta đều lo sợ. Chính vì vấn đề hạt nhân mà mọi ánh mắt đều hướng về Trung Đông, ngay cả IAEA cũng phải bày tỏ quan ngại về việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, một phần của hệ thống Liên Hợp Quốc, cho biết ông lo ngại về việc Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nơi họ dự kiến sẽ tiếp tục thanh tra vào hôm 16 tháng 4. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi lưu ý rằng Tehran đã đóng cửa các cơ sở hạt nhân vì lý do an ninh. Ông nói thêm, mặc dù họ đã mở cửa trở lại vào hôm 16 tháng 4, nhưng ông đã chọn không cử thanh tra viên cho đến khi chúng tôi thấy tình hình hoàn toàn yên tĩnh. Khi được hỏi về khả năng quân đội Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, tổng giám đốc của IAEA trả lời, chúng tôi luôn lo ngại về khả năng đó và kêu gọi kiềm chế tối đa. Như chúng ta đã biết, quả bóng đang ở chân Israel, có leo thang hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của nước này. Cho nên không hy vọng Israel có thể tấn công phủ đầu Iran, bởi vì phía Iran đã từng tuyên bố Iran không muốn leo thang căng thẳng, nhưng sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn trước nếu Israel trả đũa. Và cũng có một thông tin gây xôn xao dư luận ngày hôm nay, đó là Trung Quốc lại ủng hộ Iran. Trung Quốc ủng hộ Tehran. Iran được sự ủng hộ tuyệt đối của Trung Quốc liên quan đến cuộc xung đột của nước này với Israel, với việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào cơ quan đại diện ngoại giao của Iran và tin rằng những hành động này vi phạm và đi ngược lại công bằng quốc tế. Và nói thêm rằng Trung Quốc và Cộng hòa Hồi giáo Iran là đối tác chiến lược. Hôm 17 tháng 4, ông Vương đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian. Sau đó người này thông báo với ông rằng Tehran đã cảnh báo Washington rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Israel sẽ gây ra sự trả đũa nghiêm trọng và dứt khoát từ Iran. Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo rõ ràng tới Nhà Trắng rằng trong trường hợp xảy ra các hành động khiêu khích và tấn công khủng bố liên tục nhằm vào an ninh và lợi ích của Iran, phản ứng của Tehran và các hành động tiếp theo sẽ mang tính quyết định ngay lập tức và trên quy mô lớn, ông Abdullahian nói. Theo tuyên bố, phía Iran cũng đã thông báo cho người đồng cấp Trung Quốc về những nỗ lực ngoại giao và các biện pháp pháp lý mà lực lượng vũ trang Iran thực hiện nhằm chống lại sự sắc sược của chế độ Israel và cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran tại Damascus. Theo Tân Hoa Xã, phía Trung Quốc đưa tin, ông Abdullahian đã thông báo cho ông Vương về quan điểm của Iran về vụ tấn công vào khu lãnh sự của Đại sứ quán Iran tại Damascus, nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không đưa ra phản ứng cần thiết đối với vụ tấn công và rằng Iran có quyền tự vệ trước hành vi vi phạm chủ quyền của mình. Abdullahian chỉ ra rằng Iran sẵn sàng thể hiện sự kiềm chế và không có ý định làm leo thang thêm tình hình. Ông Vương nói rằng
Trung Quốc đánh giá cao sự nhấn mạnh của Iran trong việc không nhắm mục tiêu vào các nước trong khu vực và lân cận, cũng như nhắc lại việc liên tục theo đuổi chính sách láng giềng tốt và hữu nghị. Và trong một sự chứng thực chưa từng có với Iran, khẳng định rằng Trung Quốc tin rằng Iran có thể xử lý tốt tình hình và cứu khu vực khỏi tình trạng hỗn loạn hơn nữa, trong khi vẫn đảm bảo được chủ quyền và phẩm giá của chính mình. Iran và Trung Quốc, Nga có sự hợp tác kinh tế cũng như quân sự nhiều mặt, cho nên trong biểu quyết tại Liên Hợp Quốc, việc cả hai đều đứng về phía Iran là điều hiển nhiên. Khi Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ quan điểm chống Mỹ đến cùng của mình, thì đã có cảnh báo ở Bắc Kinh. Chúng ta đang nói tới việc Mỹ lần đầu tiên gửi hệ thống chống đạn đạo Typhoon tới ngưỡng cửa của Trung Quốc. Cảnh báo Trung Quốc. Truyền thông Mỹ đưa tin, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên gửi các bộ phận của hệ thống tên lửa mặt đất mới nhất có tên Typhoon ra ngoài lãnh thổ Mỹ, đặc biệt là tới Philippines. Tại quốc đảo châu Á này, hệ thống Typhoon của Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự quốc tế. Hệ thống này có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đa năng SM-6. Tên lửa SM-6 là tên lửa mạnh, đóng vai trò là vũ khí chống đạn đạo, bảo vệ các mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ. Nhưng tại sao người Mỹ lại gửi những hệ thống tên lửa mạnh mẽ như vậy tới ngưỡng cửa của Trung Quốc? Trên thực tế, cuộc tập trận Typhoon của Mỹ ở Philippines chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch của Mỹ. Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai vĩnh viễn các hệ thống chiến lược này tới khu vực, làm gia tăng căng thẳng với nước láng giềng Trung Quốc. Sự xuất hiện của Typhoon gửi đi một thông điệp răn đe vang dội tới Bắc Kinh về khả năng của quân đội Mỹ ở châu Á. Cho đến nay, chúng ta không biết Washington sẽ cử bao nhiêu hệ thống Typhoon đến Philippines để tham gia cuộc tập trận quân sự quốc tế Salif-24. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng một số hệ thống đã đến nước này với sự hỗ trợ của máy bay vận tải C-17A của Mỹ. Đây là lần đầu tiên hệ thống Typhoon được bay trên không. Hệ thống hạng nặng này phải mất hơn 15 giờ mới đến được Philippines, cách điểm khởi hành của nó khoảng 13.000 km. Một dàn Typhoon hoàn chỉnh bao gồm 4 bệ phóng, một xe chỉ huy và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ khác. Cho nên đây là một bước đi quan trọng trong sự hợp tác của Mỹ với Philippines, đồng minh lâu đời nhất trong khu vực của Mỹ. Bước này tạo ra những cơ hội hợp tác mới trong việc huấn luyện và sẵn sàng song phương của Mỹ và Philippines. Việc gửi bệ phóng Typhoon tới Philippines cũng là động thái chiến lược của quân đội Mỹ. Như đã đề cập ở trên, hệ thống có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk, phiên bản chống hạm và tấn công mặt đất, cũng như là tên lửa SM-6. Tên lửa SM-6 được thiết kế chủ yếu để sử dụng chống lại các mục tiêu trên không của đối phương, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, khi bắn từ hệ thống Typhoon, vai trò chính của nó là tấn công các mục tiêu chiến lược trên bộ và trên biển của đối phương, như là hệ thống phòng không và trung tâm chỉ huy. Chúng cũng được cho là có thể ngăn chặn các mối đe dọa siêu thanh đang đến trong giai đoạn bay cuối cùng, khiến hệ thống này thực sự là siêu vũ khí. Vâng, thưa quý vị, bức tranh ở Trung Đông với sự tham gia của nhiều bên đang trở thành mối lo ngại của quốc tế. Vì họ lo ngại sự mở rộng của xung đột ở đây. Đứng về mặt địa chính trị mà nói, hai phe trục Mỹ, phương Tây và Iran, Trung Quốc, Nga, Triều Tiên đang tranh giành vị thế với nhau. Xin lưu ý rằng, phe trục Iran, Trung Quốc, Nga, Triều không phải là một liên minh bền vững bởi vì họ có các chiến lược và mục tiêu khác nhau. Trong đó Trung Quốc là có mục tiêu lớn nhất và nguy hiểm nhất. Thay vì tách những con hổ riêng biệt để đối phó đơn lẻ, thì chính quyền Mỹ đương nhiệm lại đang chọn đẩy những con hổ vốn có nhiều vấn đề khác nhau vào một đàn, và rồi họ lại phải loay hoay chiến đấu với một đàn hổ. Có lẽ đây là một điểm yếu chiến lược nguy hiểm, phải không quý vị? Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới để tiếp tục thảo luận cùng chúng tôi. Đừng quên nút like và đăng ký kênh. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.